Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Cộng đồng kinh tế Trung Phi đình chỉ tư cách thành viên của Gabon. Các nhà lãnh đạo ECCAS lên án việc sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột chính trị, đồng thời kêu gọi nhanh chóng quay trở lại trật tự hiến pháp ở Gabon. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Châu Phi, ngày 4 tháng 9, cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi ECCAS đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Gabon sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này vào tuần trước. Các nhà lãnh đạo của ECCAS đã đưa ra quyết định nêu trên tại một phiên họp bất thường diễn ra cùng ngày tại nước láng giềng Union xích đạo. Các nhà lãnh đạo ECCAS lên án việc sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột chính trị, đồng thời kêu gọi nhanh chóng quay trở lại trật tự hiến pháp ở Gabon. Các sĩ quan quân đội ở Gabon đã lên nắm quyền vào tuần trước, quản thúc tại gia đối với tổng thống Ali Bongo Ondimba và chỉ định một nhà lãnh đạo mới. Sau khi cơ quan bầu cử nước này tuyên bố ông Ali Bongo Ondimba đã giành được nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 26 tháng 8 vừa qua. Cũng trong ngày 4 tháng 9, tướng Brian Oligiu Nguyima, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi và Phục hồi Thể chế CTRI đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời trong quá trình chuyển tiếp của Gabon tại thủ đô Libreville, đồng thời tuyên bố sẽ thông qua hiến pháp mới bằng trưng cầu dân ý và bầu cử công bằng sau quá trình chuyển tiếp. Vào ngày 3 tháng 9 thì hàng nghìn người ủng hộ chính quyền quân sự tại Niger tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để yêu cầu chính phủ Pháp rút quân khỏi Niger. Cuộc biểu tình hôm qua nằm trong chiến dịch biểu tình quần chúng dài ngày bắt đầu từ hôm 1 tháng 9. Do các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự Niger phát động nhằm gây sức ép buộc chính phủ Pháp phải rút toàn bộ lực lượng đang đồn trú tại Niger về nước. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu phản đối sự can thiệp của Pháp vào công việc nội bộ của Niger, yêu cầu chính phủ Pháp lập tức rút toàn bộ lực lượng khỏi Niger. Đáng chú ý, một số nhà tổ chức cho biết chiến dịch biểu tình có thể được kéo dài vô thời hạn cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra là quân đội Pháp phải rơi khỏi Niger. Cùng ngày, Tòa án tối cao Niger ra phán quyết tước bỏ quyền miễn trừ ngoại giao đối với đại sứ Pháp tại Niamey. Đồng thời ra lệnh lực lượng thực thi pháp luật của Niger lập tức thực hiện việc trục xuất nhà ngoại giao Pháp ra khỏi đất nước. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Niger tiếp tục triển khai lực lượng an ninh dày đặc bên ngoài trụ sở đại sứ quán Pháp để sẵn sàng việc bắt giữ và trục xuất đại sứ Pháp Sylvain Ite. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, bộ trưởng ngoại giao trong chính phủ của tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, ông Hasumi Masudo cho biết, cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát khu vực, khả năng ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger trong bối cảnh hiện nay là rất thấp. Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna hôm 3 tháng 9 khẳng định Pháp đã chấm dứt chính sách một châu Phi của nước Pháp, vốn mang đậm cách ứng xử thực dân với châu Phi và đang nỗ lực làm mới hình ảnh của nước Pháp với ưu tiên thúc đẩy các liên kết về xã hội, giới trẻ, giáo dục hay văn hóa. Trong bài trả lời phỏng vấn trên Nhật báo Thế giới Le Monde ngày 3 tháng 9, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna thừa nhận các cuộc đảo chính quân sự vừa qua tại Niger và Gabon hay trước đó là sự đổ vỡ quan hệ với Mali, Burkina Faso đã phần nào ảnh hưởng tới lợi ích của Pháp tại châu Phi. Trước xu hướng bài Pháp, bà Catherine Colonna nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Pháp tại châu Phi xuất phát từ các đề nghị trợ giúp của các chính phủ tại châu Phi để đối phó với các tổ chức Hồi giáo thánh chiến cũng như hỗ trợ huấn luyện quân sự. Ngoại trưởng Pháp cho biết Pháp từ lâu đã đoạn tuyệt với chính sách một châu Phi của nước Pháp, vốn mang đậm cách ứng xử thực dân đối với châu Phi. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2017, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nỗ lực làm mới hình ảnh của nước Pháp tại châu Phi, ưu tiên nối lại sự liên kết xã hội, hướng tới giới trẻ, tri thức, thúc đẩy giao lưu thể thao hay văn hóa nghệ thuật thay vì chỉ phát triển quan hệ ở cấp chính phủ. Trong 6 năm qua, đối tác của Pháp tại châu Phi đã tăng 50%, trong đó có cả những quốc gia mà Pháp trước đây ít quan hệ như Kenya, Estopia hay Nam Phi. Tại hội nghị thường niên các đại sứ cuối tuần trước 28 tháng 8, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã có bài phát biểu lạc quan khi nói về quan hệ Pháp-Phi. Bà Catherine Colonna cho biết bà tin rằng quan hệ giữa Pháp với các nước châu Phi có một tương lai tốt đẹp. Các phát biểu dân túy chống Pháp sẽ không che lấp được chất lượng và mức độ quan hệ sâu rộng của Pháp với đa phần các quốc gia châu Phi. Tại lục địa đang phát triển mạnh mẽ này, Pháp vẫn đang nắm các lợi thế về tri thức doanh nghiệp, tinh hoa đại học, sức sáng tạo văn hóa và sự năng động của cộng đồng người Pháp trẻ tại châu Phi. Cũng trong bài trả lời phỏng vấn hôm qua, ngoại trưởng Pháp cho biết, Pháp phản đối các cuộc đảo chính quân sự tại châu Phi và ủng hộ các quyết định của các tổ chức tại khu vực như cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Bà Catherine Colonna tiếp tục khẳng định, đại sứ Pháp tại Niger sẽ tiếp tục ở lại thủ đô Niamey. Hai quân đội Pháp sẽ không rời khỏi Niger. Pháp sẽ không chấp nhận yêu cầu từ một chính phủ lâm thời không được hình thành qua bầu cử. Cũng như chưa nhận được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, cuối tuần vừa qua, Armenia và Azerbaijan đã chứng kiến một cuộc xung đột quân sự mới xảy ra tại khu vực biên giới, dẫn đến nhiều thương vong. Thủ tướng Armenia tỏ rõ sự không hài lòng về việc quốc gia của mình không nhận được đảm bảo an ninh từ phía đồng minh là Nga. Trước hành động quân sự của Azerbaijan, theo Thủ tướng Armenia, thì Nga đang cần vũ khí cho cuộc xung đột tại Ukraine và việc phụ thuộc vào vũ khí của Nga sẽ là một sai lầm chiến lược. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết bốn quân nhân nước này đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ pháo kích nhắm vào các ngôi làng biên giới nước này từ phía Azerbaijan. Nước này cũng cáo buộc Azerbaijan tập trung lực lượng gần biên giới và tấn công các vị trí của nước này bằng máy bay không người lái, súng cối và một số loại vũ khí nhỏ khác. Về phía Azerbaijan, nước này lại cáo buộc Armenia dùng máy bay không người lái tấn công các vị trí quân đội dọc biên giới, khiến ba quân nhân bị thương, bác bỏ việc tập hợp lực lượng gần biên giới Armenia, đồng thời cho biết đã tiến hành các biện pháp trả đũa cuộc đụng độ vũ trang diễn ra sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang trong bối cảnh các hành lang nhân đạo vào khu vực tranh chấp nagorno karabakh bị đóng cửa trong nhiều tháng bất chấp những lời kêu gọi mở cửa của nga liên hợp quốc và liên minh châu âu ngoại trưởng armenia ararat mizoyan kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực hơn nữa lên azerbaijan về vấn đề này tôi ở đây để tìm kiếm sự hỗ trợ của hội đồng bảo an liên hợp quốc trong việc duy trì triển vọng đạt được hòa bình cũng như ổn định công bằng và toàn diện trong khu vực những vấn đề nhân đạo ở nagorno karabakh cần được giải quyết với sự can thiệp mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế để không dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với người dân Tuy nhiên phía Azerbaijan bác bỏ các cáo buộc từ phía Armenia khẳng định lãnh thổ Nagorno Karabakh là lãnh thổ được quốc tế công nhận của Azerbaijan và những người dân tộc Armenia sống ở đó được coi là cư dân của Azerbaijan. Căng thẳng giữa hai quốc gia từng thuộc Liên Xô cũng ngay lập tức khiến mối quan hệ nồng ấm một thời giữa Armenia và Nga trở nên xấu hơn. Bộ Ngoại giao Armenia tuần trước cáo buộc đồng minh Nga đang thờ ơ trước hành động của Azerbaijan đối với lãnh thổ của Armenia. Hôm mùng 3 tháng 9, Thủ tướng Armenia Pashinyan tiếp tục cho rằng Nga không thể đảm bảo an ninh cho Armenia trong cuộc xung đột với nước láng giềng Azerbaijan tại khu vực Nagorno-Karabakh. Ông Pashinyan nhận định rằng Nga vốn có hiệp ước phòng thủ với Armenia và đặt một căn cứ quân sự ở Armenia không coi nước này đủ thân thiết, đồng thời tin rằng Nga đang trong quá trình rời khỏi khu vực Nam Capcas. Do đó, Armenia đang tính toán, đa dạng hóa các thỏa thuận an ninh của nước này, ám chỉ đến mối quan hệ với Liên minh châu Âu, EU và Mỹ. Theo Thủ tướng Armenia, bộ máy an ninh của nước này có liên quan gần như 100% với Nga, bao gồm cả mua sắm vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, Nga đang cần vũ khí cho cuộc xung đột tại Ukraine và việc phụ thuộc vào vũ khí Nga sẽ là một sai lầm chiến lược. Hiện Nga chưa phản hồi về những bình luận của phía Armenia. Nagorno-Karabakh hiện do Azerbaijan quản lý, nhưng 120.000 cư dân tại đây chủ yếu là người Armenia. Một cuộc xung đột bùng lên ở Nagorno-Karabakh đầu những năm 1990 và tái diễn vào năm 2020 cho đến khi Nga môi giới thỏa thuận ngừng bắn.